gọi không được gì nè. Alo. 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 Anh Hai hả? Ờ. Về tới đâu rồi? Từ từ. Hả? Từ từ cái gì trời ơi? Bây giờ 6:45 rồi. Mà anh mà không về đúng 7 giờ là gia đình là tan quan đó. Bị lẹ đi. Trời ơi. Gia đình gọi hoài. Mình đã nói là mình đã nghe rồi mà gọi hoài. Trời ơi, anh chị cũng biết mà, cha bây giờ ba ra quy định đúng 7 giờ là nhà mình phải có mặt ăn cơm. Anh chị về không đúng 7 giờ là tan quan cả nhà luôn. Dạ, mới đầu ngõ từ cái chỗ làm rước cười cháo rước bả xong mày gọi trái cái máy luôn nha. Thì em lo cho anh chị thôi. Cho con đi lên tắm rửa thay đồ đi, sắp tới giờ rồi. Lẹ lẹ đi, trời còn có 15 phút. Mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn gà chiên. Mẹ cũng không biết bà nội nấu món gì nữa. Thôi bây giờ đi lên lầu tắm rửa đi để lát mẹ coi nha. Nhanh. Dạ. Mau. Tự tắm nha. Dạ. Rồi còn bà Kim nữa nè, giờ này chưa thấy mặt bà. Phát ơi là Phát. Gì? Khổ chú Út quá à. Cái gì cũng phải từ từ. Anh chị đã hứa anh chị về là về mà. Trời ơi, em biết là vậy. Nhưng mà chị cũng biết cái tính của ba rồi đó. Dạ. Rút kinh nghiệm lần trước, ba đã có thái độ hôm bữa về cái vấn đề mà mỗi thành viên đều vắng mặt trong những bữa cơm á. Trời ơi, rồi. Cảm ơn mình. Rồi làm gì? Uống nước. Trời đất ơi, giờ phút nào rồi ngồi uống nước. Thôi nè, uống miếng trà, lấy miếng bánh ra ăn luôn đi. Thì sẽ phải cho chị mày thánh thơ chứ xíu, chứ mà làm gì thấy ghê không? 6:45 rồi. Ba chưa có về mà chú Út làm gì á? Thì uống miếng nước đi. Ba chưa có về nhưng mà chị em, anh em mình á phải cùng nhau dọn cơm sẵn đi. Lát má về á, má thấy là dọn tươm tất rồi mình ghi điểm với má. Đúng rồi, nhớ cái vụ dọn cơm giờ này em lén xuống dưới cái em nêm nếm cho nó đậm đà đi. Chứ anh thấy gì đâu trong mấy nhạt nhẽo á. Dọn gì em hả? Trời ơi, mình đã biết là mấy tuần nay là má có thành kiến với em rồi. Nói chuyện với em má còn không muốn nói. Rồi cái giờ mình biểu đồ ăn nêm nếm, trời ơi trời, mình muốn má. Không, em thấy cái này anh Hai nói đúng đó. Thôi chứ, đây đồ ăn ở nhà không rầy ăn lạc nhách rồi. Em dân tập gym nè, em rất là hạn chế ăn mặn. Nhưng mà cái này lạc quá, ăn không được luôn. Thôi, cảm thấy nhạt thì tự uống nước mắm đi ha. Trời ơi, Đừng lo. Tôi chạy xe lố. Trời ơi, sao má ngồi xe lăn vậy? Ủa sao má tự nhiên? Vì sao? Vì tôi đói bụng. Ủa rồi sao má không ăn cơm đi hay ăn gì đó đi cho để đừng đói bụng? Tôi không được quyền ăn cơm trước mà phải chờ mọi người về ăn cơm chung. Tôi biết tôi sẽ bị tuột đường cho nên tôi đã mượn chiếc xe của ông hàng xóm. Trời ơi, tuột đường có đầu tư quá ha. Rồi. Để con dời cái chiếc xe của má vô bãi nha. Khổ ghê vậy đó. Dê vô bãi. Ôi trời má. Cô bà. Kem vô ăn cơm đúng không? Chưa có trễ đúng không? Xém trễ rồi nhưng mà chưa xanh luôn á. Má số luôn á. Trời ơi, cái này xài sao đây nè. Con bữa cơm gia đình thôi mà nó kinh khủng vậy luôn. Kính thưa mọi người, hôm nay tôi rất là vinh dự, vui vẻ, rất hạnh phúc khi mọi người có mặt đông đủ. Sự đông đủ này thể hiện cái tình đoàn kết, ấm cúng mà mọi người trong nhà này vẫn giữ được. Tôi xin nói cái cảm nghĩ của tôi. Tôi rất hạnh phúc. Tôi mời mọi người ngồi xuống ăn. Cơm không mời cả nhà. Dạ, mời ba má, mời dạ, chị. Mời ba má. Rồi, mời em, mời vợ, mời con. Mời cho mẹ con nè. Dạ, mời con. Cô chừng rất có móng tay trong con. Dạ, mẹ. Mẹ ơi. Dạ, mẹ nghe. Hôm nay không có gà chiên hả mẹ? À, bữa nay không có gà chiên. Bây giờ con ăn đỡ mấy cái món này đi. Cái ngày mai mẹ mua gà rác cho con ăn ha. Ôi, nè. Dạ, má. Con à. Đó là con nít, còn rất nhỏ, không nên ăn dầu mỡ nhiều, con nha. Dạ, con nghe mẹ. Nhưng mà lâu lâu ăn đồ chiên cũng được đúng không? Chứ ăn đồ hấp ha, đồ luộc hoài chán chết, đúng không con? Dạ. Lại má, con có góp ý nhỏ nhỏ nha.
đồ ăn nhà mình sao dạo này càng ngày nó càng nhạt chị, khó nuốt cũng chết luôn. Dạ má của con á là bị cao huyết áp, muốn ăn mặn cho bà trào máu bà chết hả má. Em nói nghe là ông khuyên á ăn bớt mặn hay là ông muốn trùn tôi mau xuống lỗ vậy hả? Không phải nói cụ thể vậy để nó nghe nó ấn tượng, nó cạn lợi chứ để nó ăn rồi không biết gì ăn trên sinh mạng bà hả? Trời ơi, nói nghe ghê quá mà. Phát à? Dạ má. Con ơi, con muốn ăn mặn đúng không con? Dạ đúng rồi, mặn mặn dễ ăn cơm á. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai dạ má sẽ không quẹt cho con ăn đúng một tháng. Vậy thôi má ơi, con nghĩ đời con có má là đủ mặn rồi. Dạ. Anh hai. Gì vậy? Anh làm cái gì vậy trời? Dừng. Ớt. Thôi dạ. Em với Út đâu có ăn được ớt đâu mà anh cắt dữ vậy. Bởi vậy em không biết thưởng thức. Đúng không em? Đúng không? Cô ba biết sao không? Ổng quen rồi, hồi đó ở bên nhà chị đó là ăn ớt là ăn. Đúng không em? Đồ ăn là phải có cái gì đó te. Đúng không em? Đúng không em? Cái này là phải có tiêu. Đúng không em? Cái này ví dụ mà luộc luôn ớt bỏ đây là ăn ngon. Đúng không em? Ăn ớt luôn đi anh, ăn ớt chết nè Huy. Lấy ra, coi nè. Ớt mà nó bỏ vô hai cái trứng đỏ lồm luôn rồi hết chưa? The nó ngon. Mày nói gì đậu đợn, mày ăn một mình mày hả Hoàng? Cô giáo dạy trong trường á, nêm tiêu cho ngọt, nêm hành cho thơm. Giáo đậu tôi giỏi quá mà, này cha con không có nêm hai cái đó mà cha còn nêm ớt. Nói nghe nè, con à, cháu của bà, cái đó đó, có lẽ là đó, cô giáo con á, ăn như vậy. Cái nhà này không có ăn như vậy nghe con nha. Thôi ăn đi anh, không nhậm nha. Nè dạ. Bây giờ nghe hỏi nè dạ. Bác dạ, ý con cũng muốn ăn sao? Thì con nói chung là cũng dễ ăn lắm, nêm nếm đậm đà đó, vừa phải, không cay như là anh Hoàng ăn đó, đơn giản vậy thôi. Tại con dân tập tạ mà, ăn dễ cơ nó mới lên. Cơ không lên thì cơn lên ha. Đó đúng rồi đó ba, thiệt không ngon mình tức chứ bộ. Còn con? Dạ, con hả? Thì con thích ăn đồ chiên xào mà đừng cay, tại con không cần tập tạ. Con hộ cô ba, con cũng không có tập tạ nữa. Rồi, bây giờ Thảo vợ con. Thảo. Dạ. Con dâu của gia đình này con ăn sao con nói đi. Dạ, hai vợ chồng con là chỉ cần đậm đà, với lại quan trọng là phải có tiêu với ớt ba. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Ba nghĩ cái vấn đề mà để có một bữa ăn gia đình sợ nó nan giải quá. Đơn giản sao? Thì phu nhân nói đi phu nhân. Bây giờ muốn vậy thì thôi, cứ sòng phẳng đi. 2, 4, 6 thì ăn đồ xào, đúng không? Ăn đồ chiên, đúng không? Còn ngày 3, 5, 7 thì ta ăn thanh đạm, chủ nhật ăn cay. Sao? Sao? Ôi, vậy những cái ngày mà không phải theo đúng ý vợ chồng con thì sao ba? Thì mày với vợ mày với con mày về má vợ mày ăn. Rồi con chưa có vợ rồi về nhà đâu ăn ba. Mày với lại con Kim hay ăn tiệm mà, ra ngoài tự túc. Cái bữa ăn gia đình người ta nói nán giải thiệt mà. Rốt cuộc rồi chỉ có con giả nhân và con Tinh Tinh sẽ ngồi lại ăn thôi. Không nói nhiều, có cái gì thì ăn cái đó. Cầm đũa lên ăn. Dạ dạ, khổ quá.